Nếu các bạn đã có nhu cầu mua vàng ngọc hay là mua nick thì các bạn có thể truy cập ngay nickdaoquan.vn nha. Cái link shop thì mình để phần mô tả. Giá vàng trên shop mình hiện tại đang là X4200 tất cả server, còn riêng CL4 là X5000, CL3 là X4500 nha. Các bạn cần thì có thể lên đây mua nick mua vàng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay sau vài bữa úp bên cooler ấy, mình đã có đủ đồ ăn để đi đổi găng hủy diệt các bạn. Mặc dù thì mình cũng chưa đủ sức mạnh để mà mặc được nó đâu, nhưng mà thôi cứ đổi đi. Đằng nào cũng nên chuẩn bị ngay từ bây giờ bởi vì nó không thuận lợi như mình nghĩ đâu. Nhiều lúc đổi nó còn ra mấy cái găng linh tai tinh cơ. Nó không thực sự VIP ấy. Đây, sau mấy bữa úp bên cooler mình có. Đây, cái quần này mình đánh boss nhá, đánh cooler nó rơi ra cái đấy. Thấy không? 2 sao ký hủy ngọc. Ngon chưa? Giờ đem đi bán cho tí ngọc nhỉ? Chắc mình thử mang ra siêu thị mình ký gửi đi. Biết đâu nó lại có người mua đúng không? Mình sẽ bán nó với giá là 100 ngọc. Đó. Bán này xem ai mua không đã. Không biết ai mua không nhỉ? Chắc là có người mua đấy các bạn. Thôi cứ để đấy nhá. Ok, để mình đi đổi găng hủy diệt phát. Rồi, cố gắng lên. Ui. Hy vọng là sẽ được cái găng là tầm khoảng 10% đi. Tầm 10% là ngon rồi các bạn. Bữa nay thì mình có chuẩn bị rất là nhiều vàng. Nếu mà đổi được găng ngon thì mình sẽ đi đập găng luôn nhá. Còn nếu mà không ngon thì bán đi đập tiếp. Nói chuyện này. 5 món trang bị thần. À đây. Đồ thần mình mặc cho đệ tử. Là mình phải tháo set Kakalot ra đã. Mặc cho đệ tử. Đó. Rồi, đủ set thần rồi các bạn ạ. Găng là mình là găng xây ra đúng không? 9.000. Găng xây ra là găng ngon nhất các bạn ạ. Được phết đấy. Bao nhiêu phần trăm? Ôi vãi lìn. 10% à? 9.000 này. Cộng với 10%. Không, cái này hơn 10% đấy các bạn. 9.000 này. Cộng với 11%. 11% các bạn. Ngon chưa? Ôi, đổi chưa gì được quả găng 11% rồi. Đây, máy tính mình đây nhá. Để đây cho các bạn dễ nhìn này. Rồi các bạn đợi tí để mình giao dịch thêm vàng để mình đi đổi thêm một cái găng nữa nhá. Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với cái găng tiếp theo nhá. Kết quả này có được hơn 10% ta. Găng kia được 11% là cũng rất là ngon rồi. Là ngon lắm rồi các bạn ạ. Thật. Ok. Nói chuyện này, chúng ta sẽ. Có thể là nếu mà mình làm này sẽ hơi phí đồ ăn một tí, nhưng mà thôi không sao cả. Đầu tư mà. Ui cái này cùi các bạn ạ, có 9450 thôi. Từ từ để mình thử xem nhá, hình như là khoảng 5% rồi đấy. 9000 này cộng với 5%. 5% các bạn. Không được. Găng kia tận 11% mà. Ok, đổi nốt găng này nhá. Vì mình theo mình nghĩ thì găng xây ra là tầm 11% nó cũng ngon rồi. Vì vốn dĩ là cái găng xây ra nó đã cao hơn cái găng của Nam X và Trái Đất rất là nhiều. Đó, tận 9.000 đam mà. Trong khi găng Trái Đất có 8.800, găng Nam X có 8.600 đây. Rồi, phần đồ ăn cuối cùng. Biết lên bao nhiêu phần trăm? 12% đi. Bao nhiêu? Vãi cả 9.180 ạ. Con này thì chịu ơi. Thôi, mình nghĩ là mình sẽ nên lấy cái găng 11%. Như thế là ngon rồi các bạn. Rồi mình sẽ đi đập găng này luôn nhá. Tiếp tục là sẽ đến chuyên mục đập đồ. Bán này đi, cũng được 500 củ đấy. Không ít đâu. Rồi, mấy cái ban đầu này thì mình sẽ đập theo kiểu bình thường nhá. Ô xịt kìa. Ok. Có lẽ là mình sẽ đập nó lên cấp 2. Mình sẽ đập nó lên cấp 2 rồi sau đó là khi nào mình lên 50 tỷ thì mình sẽ ước rồng.
Chúng ta có ai bán thạch anh tím không? Đó, rất là nhiều luôn. Cứ cứ vào ký gửi ấy, chúng nó bán bao nhiêu nhỉ? 45 triệu x99. Nâng cấp vật phẩm này. Cho lên cấp 2 luôn đi. Nhưng từ cấp 1 lên cấp 2 nếu mà xỉ thì không sao. Lên cấp 3 mà xỉ thì găng này coi như vứt các bạn. Vứt thật đấy. Ok. Ok. Tốn thế. 12.000 đam luôn này. Để ghê không? Nếu mà lên, nếu mà cho lên cấp 7 chắc cũng phải đến 19.000 đam đấy. Rồi, giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái chuyên mục phá vàng. Mình sẽ bật tăng tăng tốc độ cheat lên nhá. 20 đi. Lên thì lên, không lên thì thôi. Ô vãi. Ô, 2 sao nhá. Kinh thật. Lên 2 sao mà đập mấy phát không lên. Phải chục phát đấy các bạn. Không thể tin nổi. 2 sao rồi. 3 sao nhá. Lên 3 sao sẽ bắt đầu tốn hơn. Từ 3 sao lên 4 sao là hết 40 triệu vàng. Hết vàng rồi. Ừ, chúng ta có khoảng 200 thỏi vàng mà. Này thì không bao giờ sợ thiếu luôn các bạn ạ. Đập cũng phải vừa đập vừa nhìn. Ô, 4 sao kìa. 4 sao rồi các bạn. Bãi cất hết ngọc ạ. Các bạn đợi mình một tí nha. Mình mới mua thêm được một ít ngọc các bạn ạ. Giờ lại chúng ta lại tiếp tục đập đồ tiếp thôi. Mình có mua mua thêm một viên 3 sao này để ép vào, nhưng mà căn bản là hết trong ký gửi hết ngọc dòng 3 sao rồi. Mình chỉ có đủ 3 viên thôi, không đủ để ép 4 4 lỗ các bạn ạ. Có nhiều. Ô, 5 sao rồi này. 5 sao luôn các bạn ạ. Rồi quả đập 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 mắc chít lên, mắc chít lên. Họ 5 50% đi. Này cho nhanh các bạn. Hèn thế. Tự nhiên phát lên 5 sao luôn. Trời ơi. Chưa bao giờ thấy đập đồ đơn giản như hôm nay các bạn ạ. Tiếp tục nào. Cứ thế mà đập đi. Lên thì lên, không lên. Ô. Ôi, 6 sao luôn các bạn ạ. 6 sao rồi. Yes. Quá tuyệt vời luôn. Vàng còn lại cho mang ra đập set Kakarot quá. Chắc là mình sẽ mang ra mình đập nốt set Kakarot đi. Đang cảm thấy mẹ, cuộc đời nở hoa. Không được. Sáu sao luôn, nó mới sợ chứ lại. Hơi quả này hơi hơi quá tay rồi. Còn ít vàng này. Đập găng hay là đập giày ta? Găng đi. Ừ, có vẻ găng đang may mắn các bạn ạ. Ô. À, cái thằng này nó chat chúc mừng con nhé các bạn. Mình cứ tưởng là mẹ lên cơ. À, cái thứ khốn nạn. Mình phải qua khu khác thôi, cái thằng này nó đứng ngay nó chat không ổn mấy. Là mình cứ tưởng từng bở là lên mẹ rồi. Không được. Áo đi. Đó, cái thằng kia nó lại đi theo mình để nó chat chúc mừng con nhé. Thế khốn nạn thế không biết đấy.
Kiểu nó chơi trò hù người ấy. Tim nó sắp nhảy ra khỏi quần rồi, nó lại còn chạy theo nó. Nó chơi cái trò đấy thì chịu rồi. Thôi, được quả găng 6 sao là ngon lắm rồi. Không có gì tuyệt vời hơn. Ok nha. Có găng 6 sao. Hiện tại vẫn là 90% sức đánh thôi. Thôi thì chắc là clip này mình sẽ tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Bye bye.